Rồi, ok, xin chào các bạn. Thì cũng rất là nhiều các bạn đã comment về nói với mình là làm một cái video về cái chủ đề là cái gì dọn sạch cái máy điện thoại sau khi xài trong một thời gian và nó được trơn tru cũng như dung lượng nó sẽ trở về nguyên hình. Đấy, rồi cái tốc độ xử lý vân vân. Thì như các bạn đã thấy là sau một cái thời gian á, thì chúng ta xài á, và chúng ta dùng cái điện thoại của chúng ta thì cũng giống như là cái căn nhà của chúng ta thôi. Nếu chúng ta không có quét dọn thì nó sẽ sinh ra cái rác. Và sau khi mà chúng ta gì ạ, những cái ứng dụng mà chúng ta tải về thì nó còn lưu trữ lại tại ở trong cái kho lưu trữ, và nó làm nặng cái máy của chúng ta. Và sau đó thì sau một thời gian thì chúng ta xóa hết đi, nhưng mà chúng ta vẫn, có nghĩa là sau chúng ta đào những cái phần mềm khác thì lại không được, thì máy nó báo là dung lượng hết. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách để chúng ta làm dọn là cái máy lại cho chúng ta cho nó sạch sẽ và nó được cái trở lại một cái dung lượng bộ nhớ như cái lúc mà chúng ta mới mua máy. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên cái hệ điều hành Android. Thì các bạn đã thấy này, sau khi các bạn sẽ vào bấm vào cái file của mình này, thì đầu tiên các bạn phải bấm vào những cái phần tài liệu này để xem mình xem. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn cái bộ nhớ nhé. Thì ở đây cái bộ nhớ máy này là nó là 32 GB. Hiện tại đang xài là 26,31 GB. Đấy, và thẻ nhớ thì ở đây mình sẽ dọn cái bộ nhớ trong, có nghĩa là chúng ta sẽ dọn rác nó đi. Đấy, thì chúng ta sẽ bấm này những cái file này này. Đấy, xem những cái file nào thư dừa, nó bị dư quá thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Đấy, đặc biệt thì chúng ta sẽ bấm vào này phân tích bộ nhớ này, thì để chúng ta xem có những cái file nào nó có trùng lặp hay không. Đấy, hoặc cái hình ảnh nó bị trùng lặp hay không, chúng ta xóa bớt nó đi. Đấy, và cái file nó nặng quá các bạn ha. Này, ví dụ như cái file này nó chiếm tới 1.90 19. Và cái nữa thì các bạn sẽ gì ạ, các bạn bấm thẳng vào bộ nhớ này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, nếu mà các bạn là những người mà hay là gì ạ, download video hoặc tải những cái ứng dụng vân vân á, thì các bạn xem lại cái phần này, các bạn kéo hết lên. Đầu tiên các bạn bấm cho download này. Đấy. Đây, ví dụ như hay là các bạn mà các bạn nào mà dùng ví dụ Telegram hoặc là nhiều á, hoặc là Zalo á, mà các bạn ở trong cái nhiều cái nhóm á, thì các bạn sẽ bị nhanh đầy cái bộ nhớ. Đây, các bạn bấm thẳng vô Telegram này, các bạn sẽ thấy là cái video nó tới 201 mục. Đấy. Thì các bạn hãy nhớ là những cái video mà ở trên tất cả những cái nhóm mà Telegram á, nó sẽ hiển thị và nó lưu trữ lại tại tất cả trong cái bộ nhớ máy của chúng ta. Nó sẽ nằm ở trong cái phần của Telegram, ứng dụng Telegram. Đấy. Mặc dù các bạn không có tải nó về, nhưng các bạn chỉ cần có ở trong cái mặt ở trong cái nhóm, có nghĩa là mình có ở trong cái nhóm đó, thì nó sẽ lưu toàn bộ cái dữ liệu. Đấy, ví dụ như các anh A, anh B họ đăng một cái video lên cái nhóm thì cái máy của các bạn cũng sẽ lưu toàn bộ cái video đó. Thì các bạn thấy là nguyên một cái dọc như thế này, cái video này mỗi một video nó sẽ chiếm 4, trung bình có những video nó sẽ là lên 14,23 MB. Thì chúng ta chỉ cần đè vào đây, chúng ta bấm, chúng ta xóa nó đi. Chúng ta xóa nó đi. Các bạn ha. Chúng ta xóa nó đi. Thì các bạn sẽ thấy là cái dung lượng máy của chúng ta nó sẽ rất là nhiều đấy. Có những cái hình ảnh rồi cái video mà chúng ta không có tải nó về, nhưng mà chúng ta có mặt ở trong cái nhóm Telegram đó thì nó cũng gì ạ, lưu trữ lại. Chúng ta xóa nó đi nhé. Đấy, chúng ta dọn bớt nó đi. Chúng ta chống được rất là nhiều. Ở đây mình sẽ gì ạ,
Đấy, xóa từng cái thôi, bởi vì có những cái mà mình đang cần, hoặc các bạn sẽ gì ạ? Đấy, đây, những cái nó không cần á thì các bạn xóa nó đi, hoặc các bạn sẽ bấm vào cái chỗ tất cả này, bạn ấn một cái như này, bạn bấm vào chọn tất cả, bạn xóa hết đi. Đấy, nếu mà các bạn không cần thiết với những cái video ở trên cái nhóm ví dụ như của mình này, ví dụ như cái này này đấy, hoặc là bạn sẽ lọc như thế này, bạn xóa nó đi, thì cái bộ nhớ của chúng ta nó sẽ trống rất là nhiều. Đây mình thử thoát ra nhé, để xem, mình sẽ xem cái bộ nhớ của chúng ta. Đấy, thì các bạn sẽ thấy này, cái bộ nhớ của chúng ta nó đã lên 26,22 rồi. Đấy, đây nhá, các bạn đến 2622 nhá, mình tiếp tục mình bấm vào này, mình đi tìm những cái đây, các bạn có thể bấm hết tất cả vào cái mục này, các bạn tìm đấy, những cái nào mà các bạn hoạt động nhiều nhất ấy, ví dụ Telegram này, đấy ví dụ như đây này, cái khu này này, đấy. Các bạn thấy không? Đấy, đây là những cái mà những cái gì ạ? Nó ở trên Telegram này, đấy, chúng ta xóa bớt hết đi, bạn thấy không? Rất là nhiều đấy. Nhưng bởi vì cái này là cái những cái mà nó không cần thiết này, thì các bạn bấm chọn tất cả như thế này, các bạn xóa này, xóa đi, nó chống cho chúng ta một cái lượng bộ nhớ cực kỳ khủng khiếp đấy, không có file đấy. Rồi chúng ta lại thử lại thôi nhé, thì các bạn sẽ thấy, các bạn đấy. Đấy, các bạn sẽ thấy không, cái bộ nhớ của chúng ta rút lại là còn có 25,94 GB. Bộ nhớ của chúng ta chỉ có 32 thôi, mà chúng ta đã gì ạ, đã xóa bớt đi rất là nhiều. Đấy, các bạn cứ làm tiếp như vậy, và các bạn dọn liên tục, cứ nói là xài, nếu mà các bạn tương tác nhiều ở trên các nhóm Zalo hoặc là Facebook á, thì các bạn nên vào, các bạn xóa liên tục như vậy. Đấy, các bạn tìm đấy, tất cả những cái mục mà chúng ta ví dụ như là bởi vì những cái mục này á thì nó hầu như là đấy, các bạn thấy này. Đấy, các bạn thấy nó rất là nhiều, mỗi thứ chiếm một ít thì nó sẽ thành ra nhiều đó các bạn ha. Toàn những hình ảnh mà ở trên những cái nhóm Telegram á, đấy nhá, các bạn xóa nó đi. Bởi vì có rất là nhiều, cũng có rất là nhiều cái hình ảnh mà nó quan trọng thì ở trên nó mình gửi cho ai đó thì nó sẽ gì ạ, nó quan trọng thì các bạn nên xóa thì nó mất, nhưng mà ở đây các bạn sẽ gì ạ, xóa từng cái một để chúng ta gì ạ, còn lưu trữ lại được những cái mà chúng ta gửi đi, chúng ta chỉ chọn những cái mà không phải của chúng ta thôi đấy, có nghĩa là họ đưa lên nhóm gì đấy, đấy thấy không đấy, cái hình rồi chúng ta xóa nó đi thôi. Nó đi ra rất nhiều cái dung lượng của chúng ta. Đấy, nó giải phóng. Này, chúng ta lại quay lại xem sao nhé. Đấy, thấy các bạn thấy không? Dung lượng của chúng ta nó lại tiếp tục nó lại được mở rộng. Rồi, chúng ta sẽ lên cái Zalo này, mình thử Zalo này. Có nghĩa là các bạn sẽ nhìn vào những cái mà cái mục, có nghĩa là nào mà chúng ta hay xài nhiều á, thì chúng ta hãy nên quan tâm mà chúng ta xóa bớt đi. Đây, ví dụ Zalo này, đấy, Zalo cũng nhiều lắm. Đó, ví dụ như video này, mình thử coi nha. Đấy, video các bạn là thế này. Đây, một này, hai này. Đấy là những cái video như thế này. Các bạn xóa nó đi. Đấy. Rồi trong những cái ví dụ như cái video download này này, nó có bao nhiêu cái để chúng ta hay download về. Có nghĩa là chúng ta đã download rồi nhưng mà chúng ta lại ở trong cái bộ sưu tập của chúng ta xóa đi rồi. Đấy. Nhưng mà nó vẫn còn. Thì chúng ta xóa nó tiếp này, các bạn sẽ thấy là nó rất là nhiều. Đấy, Zalo này, ví dụ như là cách này, đấy, trong cái những cái mục chat này này, nó lại có những cái mà đấy, nó cực kỳ là nhiều. Thì các bạn hãy dọn nó đi. Còn nếu mà các bạn cả những cái mà nó không cần thiết quá, đấy, có nghĩa là mình thì làm bên 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 nhóm á, thì mình cần những cái lưu trữ lại, thì còn nếu mà các bạn không cần á, thì các bạn cứ đè vào đây, các bạn xóa hết tất cả nó đi đấy, có nghĩa là cái ứng dụng Zalo của chúng ta nó không liên quan gì cả các bạn ha,
cái ứng dụng của chúng ta không phải xóa nó đi. Ví dụ như là có những cái trường hợp, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn tải một cái app, ví dụ như là Grab đi, về đấy để chúng ta bắt xe cho tiện, thì cái máy của chúng ta nó không chứa được, thì chúng ta lại phải xóa bớt đi một cái phần mềm khác, thế chưa nào? Đấy, và rồi chúng ta mới tải được cái phần mềm Grab đó, hoặc là một phần mềm nào đó. Đấy, thì các bạn cứ làm như vậy, có nghĩa là khi mà bộ nhớ của các bạn nó bị đầy, thì các bạn vào chính cái những cái mục đó, nhưng mà các bạn phải vào file này này. Đấy, các bạn sẽ tìm đến cái những cái mà chúng ta hay hoạt động ấy, thì chúng ta xóa bớt nó đi, có nghĩa là xóa những cái dung lượng mà chúng ta, ví dụ hình ảnh này. Đấy, ví dụ bạn gửi cho một người A, người B, thì nó cũng lưu lại ở trong cái gì, cái file của Zalo, và nó sẽ nằm đó, cho dù là ở trên cái bộ nhớ hình ảnh của các bạn không còn, các bạn đã xóa đi rồi, nhưng nó vẫn nằm ở trên đó, hiển thị đó. Đấy, đó thì các bạn thấy là cái dung lượng của mình nó đã trở lên, là có nghĩa là bộ nhớ nó đã là 26 MB rồi. Đấy, GB rồi, đúng không? Các bạn thấy không? Đấy. Còn nếu mà các bạn là những cái người mà có nghĩa là không có nghĩa là những cái hình ảnh mà các bạn gửi đi, hoặc là bạn hoạt động trên nhóm á, đấy, mà nó không có quan trọng lắm, thì các bạn sẽ ấn vào, các bạn xóa hết, và dung lượng các bạn sẽ trở lại là 32 GB. Đấy, có nghĩa là 30 đến 20 GB là sạch. Sau là cái máy của bạn sẽ là gì, hoạt động rất là trơn tru, bởi vì nó trơn tru, nó nặng là do cái bộ nhớ ở như tất cả cái phần mềm mà chúng ta đào về và chúng ta sử dụng sau một cái thời gian mà chúng ta không dọn. Đấy, mặc dù là chúng ta đã cái gì ạ, ví dụ hình ảnh chúng ta đã xóa đi, video chúng ta đã xóa đi, đấy, thì nó vẫn lưu trữ lại được. Đấy, hoặc là có một cái trường hợp nữa là các bạn sẽ thấy là khi một cái ứng dụng mà chúng ta đã xóa đi rồi thì nó vẫn nằm, có nghĩa là chúng ta sẽ xóa đi rồi thì nó vẫn nằm ở trong bộ nhớ tạm. Đấy, các bạn ha, nhớ tạm, thì chúng ta tìm đến cái mà cái ứng dụng nào mà chúng ta đã xóa đi rồi mà nó vẫn còn nằm ở trong cái file này này, thì chúng ta tiếp tục, chúng ta xóa một lần nữa. Đấy, nó có hai cái cách xóa, thì chúng ta sẽ dọn được cái máy của chúng ta rất là sạch sẽ, và chúng ta sẽ trơn tru vào những cái phần mềm rất là ok. Đấy, nó không bị nặng nữa, và nó không bị lag nữa. Rồi, ok, chúc các bạn thành công. Thì các bạn nên nhớ là hãy dọn rác liên tục. Đấy, chứ không phải là chúng ta sẽ đem cái ứng dụng quét rác về để chúng ta quét rác. Không, quét rác đó này chỉ là quét rác tạm thời thôi, nhưng tất cả những bộ nhớ nó sẽ lưu lại, có nghĩa là nó lưu trữ lại cho các bạn ở trong các ứng dụng và trong máy, trong bộ nhớ máy. Đấy, các bạn phải vào bên trong, các bạn xóa nó đi thì các bạn mới sạch được. Rồi, chúc các bạn thành công.